Rồi bây giờ chay nó đăng cho cô chú coi coi. Wow. Wow, nó đăng đi. Đây con. Nó đăng cho cô chú coi đi. Rồi, hả miệng ra đánh nó bên trong nữa con. Đánh ở trong nữa đúng rồi. Con có cần mấy giúp không? Không. Không hả? Ừ, ra tự làm đi. Màu quay, màu yellow, màu pink. Đúng rồi, lẹ đi con. Không biết nữa sao. Rồi, lẹ đi. À, lắm ơi. Ai hả? Cái đó là ai á? Mày cũng không biết nữa. Cô. Cô, ừ. Cô. Nhả ra. Nhiễu ra. Rồi, hả ra đánh ở trong nữa. Đánh ở trong nữa. Ok, xong rồi. Chưa, hãy đánh ở trong nữa. Đánh nhẹ nhẹ cho con đánh gì đó đau đi, mày chỉ cho nè. Hả ra, hả ra đánh ở trong. Rồi, tự làm đi. Rồi, hả ra đánh ở trong nữa, hả ra. Hả ra đánh ở trong nữa. Đây, mày chỉ cho. Không, đây nè, đánh trong đây nè. Mà mua. À. Nhả ra. Đánh ở trong nữa, mẹ nói cho nên nãy giờ mày nói đánh ở trong mà sao không nghe vậy chị? Nghe. Nghe mà sao không làm? Đang nghe cỡ nè. Đánh đằng trước hả? Lẹ lên. Đúng rồi, đánh ở trong đó đó. Đây hả mẹ. Mẹ đưa đây, mẹ đánh ra trong cho. Mẹ chỉ con làm. Vậy con làm đi. Để xuống chi? Để xuống kia mày. Mày. Mày chi? Đi. Em mở lông này. Wow, chị bữa nay bơi con mình nè cô chú nè. Đang tập cho nó ngã lưng ra đó. Tại nó rất là ghét ngã lưng. Wow, giỏi cho cô chú. Wow. Hát xì. Quá giỏi luôn. Good job. Wow. Trời ơi. Giỏi dữ ca. Trời ơi, cô đấm cái chân nó lại luôn kìa. Cô làm gì vậy? Wow. Trời ơi, có được đời không? Tại vì nó rất là ghét á hả, ngửa đầu lên nên người ta cố gắng tập cho nó ngửa. Quá giỏi luôn. This week you're not here for over an hour, right? I got him swimming at the same time just for this week. And if I can do it again. Được không? Chơi vậy đó. I'm going to apply a $22 credit onto your next bill since you guys were shorted that one time. So you already have a $20 credit. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Trời ơi trời, đi vô học bơi hay là đi vô chơi xối nước đầu nhau vậy trời? Vô thứ chay gì vậy? Sáng nay là 1, 2, 3 không chịu đi bơi đó. Không chịu mặc đồ bơi đó. Không dụ dữ lắm đó, nói chuyện dữ lắm đó chứ phải. Xạo nó đó.
bơi cho lẹ đi, cứ đứng hoài. Này học sinh cũng ít, nay sáng nay có 4 người 4 đứa, giờ này có 4 đứa, giờ mới có 12:30 trưa cô chú, 12:30 trưa nè. Hết luôn chay, em chia chay cùng mẹ em ơi. Trời ơi, câu nói bất hủ mà cô chú, mà thấy mà cô chú thấy cái câu đó vần không? Em chay chay cùng mẹ em ơi, câu đó là Ngọc tự chế luôn á. Đó nên là mỗi đứa con nít á, mỗi đứa con nít nó có cái mà mình nói á, cái nó vui làm sao đâu. Trời ơi, chay lặn cho tới cái mặt hồ luôn chứ lặn xuống đó làm gì. Chay đó làm gì? Chay dục. Yeah, đúng rồi đó, Ngọc chỉ bà đó, đúng rồi đó. Đó, đúng rồi. Ok, câu chay này nha. 1, 2, 3 Go! Okay, hon. All right, so I apply your credit and I get to see you. Good job! Hay lắm! Right. Rồi nữa nè, một lần nữa nè. Rồi, lặn xuống hòn lấy nha. 1, 2, 3. Ngọc thích chơi trò đấy nhất luôn á. À, lấy chưa tới rồi. Lấy chưa tới rồi. Lấy nè, lấy lại nè. 1 Oops, 2, 3. Đúng rồi, ui cha ơi, nó giỏi quá. Good job, JD. Really good. Ngọc thích chơi trò đó nhất luôn á. Ngọc thấy cái trò đó là cái kỹ năng nó nhiều nhất trong cái hồn này luôn. Thấy cô chú, người ta nói tiếng Anh là nó hiểu hết đó cô chú. Không có tiếng Anh với tiếng Việt là nói chữ nào nó cũng hiểu. Tiếng Việt mà nói quay đều, quay đều, quay đều là nó cũng hiểu là quay đều là cái gì luôn. Oops, mà tiếng Anh là cái chữ gì nó cũng hiểu luôn. Vô bác sĩ bắt đầu nói, nó kêu làm gì là làm hết. Bây giờ nói tiếng Anh còn nhiều hơn nói tiếng Việt nữa. Đang gầu. Ý là Ngọc ở nhà á nha, chứ mà Ngọc mà đi làm mà để cho nó đi nhà trẻ Mỹ là khỏi nói tiếng Việt luôn đi. Nó lại Ngọc toàn nói tiếng Anh không à. Mommy what you doing mommy? Rồi lặn xuống lấy nữa nè. 1 Cười. 2 Go. Yeah. Giỏi dữ chưa? Cô chú thấy giỏi chưa? Cái chỗ bơi này tên là Aquatouch Swim School. Ở đây có 2 chỗ dạy bơi nổi tiếng là Goldfish với lại Aquatouch. Cô chú nhớ là chay đi học bơi từ nào năm 4, từ lúc 4 tháng tuổi tới giờ. Mà mốt mà chay có em cũng vậy luôn. Bắt đầu mà mốt năm, nếu mà em chay chắc mà mốt cỡ chừng khoảng 6 tháng cho đi học bơi được. Thà bữa chay 4 tháng cũng còn hơi sớm. Em chay mốt 6 tháng đi. Trời ơi la dữ chưa. Bà này cho bài mà cho nó lên level 4 giờ đó. Có cái chưa tự bơi mình được thôi. Còn thêm vài tháng nữa mới tự bơi mình được. Giờ phải sao mà dục nó tự dục cái đó xuống hồ rồi nó tự bơi, nó tự lụm lấy ra là giỏi luôn. Đó. Phải tự để nó tự lấy đi.
đó, bà để đó, bà tập nó đó. Chưa, phải chuỗi cái đầu xuống mới đúng. Đúng rồi, chuỗi cái đầu xuống mới đúng. Yay! Good job. Đó, bơi vậy Ngọc mới thích đó. Còn bơi mà cái đứng kìm như mấy bữa hoài không được. Nay là thứ mấy ta? Nay là ngày 15, là thứ 5, thứ 6 vậy hả? Rồi xong rồi đó, rồi bơi xong rồi đó. Rồi đi về. Why are you sad? Why are you sad? Tại sao con buồn? À, con buồn là mẹ, tại vì mẹ lóc cửa lại đúng không? Nhìn lên đây mẹ nói chuyện cho con nghe nè. Mẹ đang gọi điện thoại nói chuyện bàn công việc. Con muốn cái gì con phải đợi mẹ nói chuyện xong, cúp máy đàng hoàng, con mới hỏi mẹ. Mẹ đang nói chuyện mà con nhào lại con hỏi, con làm sùm, mẹ không thể nào nói chuyện điện thoại được. Mẹ phải vô phòng của mẹ đây, mẹ đóng cửa lại để mẹ nói chuyện điện thoại. Rồi mẹ làm như vậy là mẹ làm con buồn đúng không? Mẹ xin lỗi con nha. Hả? Quá trời mấy cấp luôn hả? Nhưng mà mẹ xin lỗi con nha. Con có tha lỗi cho mẹ không? Nhưng mà con nhìn mẹ nè, từ giờ về sau khi mà mẹ nói chuyện điện thoại á, con không được xen vô cái cuộc điện thoại của mẹ mà la lối âm sùm. Dạ, đàn lớn lên. Dạ mẹ ơi. Nghe lời mẹ chưa? High five. Mình què nha. Đừng có giận nhau nữa nha. Mình giận nhau là không có ai chơi với mình đâu nha. Con mà giận mẹ, mẹ mà giận con là hai đứa là nằm là mỗi đứa một phòng, là không có đứa nào chơi với đứa nào đó. Nghe chưa? Mẹ đã xin lỗi con rồi, bây giờ nghe đàn nghe nè. Mẹ đã xin lỗi con rồi thì bây giờ con xin lỗi mẹ đi. Khoanh tay lại đàng hoàng. Khoanh tay lại đàng hoàng. Dạ, khoanh tay lại xin lỗi mẹ, nhìn thẳng vô mặt mẹ xin lỗi mẹ đây. Nhìn thẳng vô mặt mẹ nè. Con xin lỗi mẹ. Mai mốt con không làm như vậy nữa. Nhớ nghe chưa? Giỏi, hôn mẹ mình. Hôn không đi mặt chứ sao không có tay hả? Không tay không hôn mặt hả? Rồi đưa mặt mẹ hôn con cái. Con đưa mặt đây mẹ hôn con cái. Hôn này. Hôn tay hả? Thường má đi thôi á. Mẹ gặp mẹ ơi, am sát nữa chứ, sát sát đi. Ký cho đầu chứ sát. Đặt buồn với giận nữa kia. Rồi gì nữa? Thôi trời ơi, đừng có bỏ cái đầu tôi ra làm. Bỏ cái chỗ này. Ouch. Chọc tóc mẹ. Chọc tóc mẹ hả? Dạ. Trời, kẹp cho thẳng nha. Không đi chị máu chữ. Không u da u da. Ờ đúng rồi, kẹp rồi đừng có để cho mẹ nó u da, đúng rồi. Rồi. Ông bánh phi. Hả? Ông bánh. Bánh gì? Bánh. Dạ, ông bánh. Bánh gì? Tự nhiên đang làm tóc ăn bánh. Ông bánh. Hả? Hay quá. Tóc chay rồi, cô chú coi tóc chay rồi, nó cong. Cơ tóc nó cong dữ sợ không? Tóc chay đó. Tóc chay. Tóc chay với tóc mẹ, tóc ai đẹp hơn? Tóc mẹ màu bạc lát. Tóc mẹ một lát là tóc chay màu gì? Chay, tóc chay màu gì? Màu gì? Màu không phải màu đó, là màu light brown. Light brown. Ủa mà sao tóc mẹ một lát mà tóc chay màu light brown? Chay là con của mẹ mà sao tóc mẹ màu đen mà tóc tay màu vàng? Ngộ hả? Con này con gì đây? Con ghẻ hay là con gì? Con ghẻ. Con nói đi, con ghẻ. Con ghẻ. Nhìn vô đây nè, chay nhìn vô, nói cho cô chú nghe. Con nói nè, không, con ruột. Con ruột. Con ruột. Con ruột hay hơn ruột. Con ruột. Con ruột chứ không phải con ghẻ. Mẹ bác sĩ.
Ô chào người bác sĩ. Dạ em chào bác sĩ. Em dạo này em bệnh dữ lắm bác sĩ ơi. Em dạo này em muộn phiền lắm, em bệnh dữ lắm bác sĩ, có khám bệnh cho em đi. Ồ bác sĩ cho em này ha bác sĩ. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Ồ bánh hamburger bác sĩ cho ngon quá. Bác sĩ lại khám bệnh cho em đi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nha. Rồi bác sĩ em ăn no rồi, bác sĩ khám em đi bác sĩ. Ok rồi. Ừ, khám bụng không bác sĩ, khám bụng em. Bây giờ bác sĩ ngồi xuống từ từ, thấy em bệnh mà bác sĩ làm vào hào vậy bác sĩ. Ok xong rồi. Rồi xong rồi chưa, rồi em bị bệnh gì vậy? Em bị mạo bao. Em bị bệnh gì bác sĩ? Mà em bị bệnh gì bác sĩ? Em bị bệnh bàn tá. Mà em bệnh gì bác sĩ? Hả bác sĩ? Bác sĩ đưa nách hôn bánh con bác sĩ. Bác sĩ dở nách lên đưa hôn bánh rồi. Đưa hôn bánh cho bác sĩ. Đưa nách hôn bánh cho bác sĩ. Ok, come on. Đó, coi bác sĩ bài cái phòng kìa. Rồi uống nước ha, rồi bác sĩ à, em lấy nước cho bác sĩ uống nha. Bác sĩ đưa nách em hôn miếng ơi. Không. Không. Rồi tới con uống hết, tới con, không mẹ mới uống rồi, tới chay chay chay. Chay uống miếng này tới mẹ, chay uống miếng này mẹ uống hết. Rồi mẹ uống hết nha. Có cái này. I'm full. Mommy, I can't. No, I can't. I'm full. Okay. Here go. Get it. Okay. Rồi sao nữa bác sĩ? Bác sĩ bây giờ đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi chơi chữ đi. Ngoài chữ rồi để ngoài đó kìa. Chữ còn sắp ngoài đó kìa. Đi vô nhà. Rồi đi vô nhà. Em bệnh quá bác sĩ ơi. Em bệnh quá bác sĩ ơi. JD, are you my private doctor? Hả? Con là bác sĩ chuyên khoa riêng cho mẹ phải không? Yeah. Hôm nay xong rồi. Okay, what's this? Cô nói tiếng Việt đi, cô chú không hiểu tiếng Anh. Mà mi ta ma san go away. À không ăn hả? Cô nói tiếng Việt đi cho cô chú hiểu nha. Không, nói tiếng Việt. Cái này là gì? Picture. À, cái này là cái hình, tấm hình. Tấm hình vậy? Rồi, con đang vẽ tấm hình, đúng rồi. Mà ma mi sai man go away. Mà ma go away. Không muốn đây. Ôi trời ơi thơm má thôi. What's the picture này? Hôm nay hình này hình gì á? One. Oh. Ouch. 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 Con làm rớt trúng chân mẹ rồi nè. Con nói làm sao? Hả? Con làm trúng chân mẹ con nói làm sao? Mẹ ơi, mẹ bác sĩ. Con xin lỗi mẹ. Lấy bác sĩ. À bác sĩ khám mà, bác sĩ khám chân hả bác sĩ? Rồi bác sĩ, rồi bác sĩ trúng chân bác sĩ khám đi. Rồi bị gì? Bị đứt tay. Bị đứt tay hả? Bị bầm không? Bị này. Ừ, bị này nè. Má sang go away.